Hey nhô. Chào mấy cục bông. Trời. Số gì mà này nhẹ bết hết. Thấp xuống cho thấp xuống. Không nó. Nó này vừa. Ok. 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 Đẻ ra mũi hàng dực xong dần dần nó cứ đen dần. Nó cứ đen dần, mắt như hạt nhãn. Đó, 5 con. 3 đực 2 cái. 4 con bằng đầu, 1 con bé hơn 1 tí. Trắng tinh luôn. Rồi, ok nhá. Rồi, ok. Úi giời, ông trèo sang. Ông đã trèo sang được một lần là ông biết cách trèo rồi. Lấy đà phi đây. Thôi để kệ đây cho nó trèo qua đi. Kệ cho trèo qua. Rồi. Rồi. Còn hai thằng kia nằm đấy không thèm qua luôn. Nằm đấy cho sướng qua làm gì. Yeah. Nằm đấy cho sướng. Không cần qua làm gì. Để ưng. Nếu mà mắt anh mà để ưng, anh thích nhất con này. Con bé. Đây này, con này này. Con nào? Con đấy mông. Đây này. Con nào? Đây này. Con đấy là con bé sao ấy? Rất vui vẻ. Tính tình của bọn này giống Sam Boy. Bọn này độ phòng thủ nó cao hơn. Sáng ngày ra chỉ cần anh dạy cách của Pháp là bắt đầu đồng, đồng cả. Đó nhá. Cách của Pháp. Đây thằng này là thằng cái nha. Một đứa nha, em nằm sang bên này nha. Rồi, đứa thứ hai. Thế nào? Được. Chúng nó giống nhau lắm. Khả năng về vừa gần. Nó này. Đây, được này. Ok, à thằng này có đặc điểm nhận diện một tí. 3 cân. 3 cân hả? Thằng này có đực, anh quay ấy cả con đực. Xích 3 cân. Thằng này có nhận diện một tí là cái tai, cái đầu tai hơi phớt vàng một tí so với này, thằng đực kia. Thằng này là đầu tai có một tí điểm phớt vàng. Ở trong video có nhìn thấy không? Không, tao nhìn là được rồi. Ok. Thanh niên đực này. Thanh niên đực này là có một cái chấm, tí chấm vàng ở tai. Còn thanh niên đực kia là tai không có chấm tí nào cả. Nhưng mà răng này là coi như là 9 điểm rồi. Chuẩn rồi. Hai con cái này nhìn có khác nhau gì không? Hai con cái này. Điểm bé tí người ta vẫn biết được. Úi dồi ôi, nó cũng lắm mồm lắm chú ạ. Đến bữa ăn này nó mới đánh tiếng ra phết đấy. Ăn 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 mẹ đòi ăn. Hai con này thì nhìn cái mõm dưới chỗ mũi. Được, nhìn cái mũi là không dùng cái mũi để mà nhìn được, bởi vì cái mũi nó thay đổi càng lớn nó càng sẫm. Dưới mà. Cái môi trên ấy. Nhìn giống y như Sam Boy. Con bên ngoài gần cổng nó hơi hồng hơn. Cái này nếu mà nhìn kiểu đấy thì không được. Không được.
không được, nhìn cái đấy nó sẽ bị thay đổi. Nhưng mà nhìn cái này thì giống nhau lắm, kể cả cái, thực ra cái màu nó một vài ngày nó khác. Con nào cũng cho con thì chắc khi con nhìn nó hơi thì có tí vàng vàng. Không, nhìn hai thằng này để xem nào. Hai thằng này phân biệt là ở cái góc tai dưới này thôi. Được. Thằng một thằng là cái góc tai dưới này của nó là nó có một cái độ vàng này. Đây nè. Góc dưới này này. Có một tí lông vàng ở đây này. Thằng này không có. Thằng này trắng tinh này. Thằng này có một tí lông vàng. Nhớ mấy hôm nữa vàng không, thành không. Trắng làm sao? Cái chỗ đây lông kiểu đấy là nó không phải là đấy, là tí phớt tí lông vàng đấy là. Con này giống nhau thật. Đây hai ba cái. Đang cửa đều. Ok. Ngặt ngô luôn. Hai đứa đều trắng tinh nha, lưng trắng tinh, đuôi trắng tinh, lưng trắng tinh. Rồi hai đứa nằm đây. Còn cái ông này nữa. Nào ông ra đây tôi bế ra nào. Thằng đực này là nó bị bé hơn hai thằng đực kia, cho nên là có vẻ là cái độ lắm mồm là nó là cao nhất này, lắm mồm nhất, chạm vào phát là nó kêu dãy rời, nên thực ra nó nô như con giặc. Thế nhưng mà chạm nhẹ vào phát là nó kêu như là đúng rồi ấy. Ừ, ai làm gì mà kêu. Ừ, phải chơi cái bài kêu trước thế để chúng nó đỡ đè hả các bạn. Nếu mà nói là cái con Bắc Hà giống mà như đàn này thì cả mấy con này đều phải nói là gọi là chuẩn luôn. Nếu mà mình mà là cái người đi tìm con chó mà mình tìm được những con này là không còn gì để chê, có thể nói là như vậy. Già một phát là chuyên đề này, con này tai cũng đầu tai cũng hơi phớt vàng một tí này. Đây, đầu tai, hai đầu tai hơi phớt vàng này. Đây. Đó. Toàn thân thì trắng muốt. Không có một điểm nào gọi là điểm phớt màu cả. Toàn thân trắng muốt luôn. Mỗi hai cái đầu tai là có hai cái đầu tai là hơi phớt vàng nhạt. Y như sầm mòi. Anh như con chuột. Như đàn này là bây giờ là con cái là mấy cân, vừa cân mấy cân? Con đúng, cái. Con cái vào 2,8 cân. Cái 2,8 cân. Đực. 3 cân. Đực 3 cân. Cái 2,8 cân, đực 3 cân. Coi như cái 2,5 cân đi. Có hai như hai con cái nó cũng to. Hai con cái nó to. Cái hai coi như là cái 2,5 cân, đực 3 cân. Đó. Mà đực thì là có một con là đẻ ra nó đã bé rồi. Nó đã bị bé hơn rồi, và cái con đực đấy là bây giờ là nó có 2 cân thôi. Cân 9, 2 cân. Ba con đực thì 2 con. Phân biệt 2 con như đã nói rồi. Như này là toàn mắt đang ngáy ngủ thôi. Toàn mắt đang ngáy ngủ cho nên là không có con nào muốn chơi gì cả. Có đứa nào ra đây chơi không? Hóng mẹ, tại vì con mẹ nó đang ngồi ở phía đằng này, dồn về chỗ mẹ ngồi. Hít khoái. Khoái cái camera. À giờ thành trò chơi rồi. Trèo qua trèo lại. Thích không? Trèo qua trèo lại có thích không? Lượn qua lượn lại. À, nhìn khung của nó ok này. Khung quá là ok luôn. Lúc mà đẻ ra nó bé lắm. Đi nó chắc chân. Nó không bằng con cọp đẻ. Một lửa, già lửa, cọp hai lạng. Không được. Bé lắm ý, bé thế cơ. Đang tìm chỗ đẻ. Con này là con cái.
Được. Nhận diện nhầm. Phải nhìn bọn này nó khác. Dạ mẹ, hai con cái. Thế phải nhìn nhiều lần và ngày nào cũng phải nhìn cơ thì mới ấy được. Hai con cái mà để nó nhìn hơi thay đổi một tí là nó. Hai con cái mà để đang để đang chọn giống. Thì không biết chọn con này. Giữ lại cả hai. Nè. Không biết chọn con nào giữ lại cả hai.